Ngày 24 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho hay đã tìm được thi thể nạn nhân mất tích sau vụ hai vỏ lãi tông nhau trên sông Đồng Kho. Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Lương Tấn Dũng, 43 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ sát bờ sông Đồng Kho, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 500 mét. Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút tối 22 tháng 10, vỏ lãi do anh Võ Văn Hết, 29 tuổi làm tài công chở 3 người gồm chị Trần Thị Cẩm Vang, vợ của anh Hết, ông Dũng và vợ ông Dũng xảy ra va chạm với vỏ lãi do anh Nguyễn Văn Hải, 33 tuổi điều khiển trên sông Đồng Kho đoạn thuộc xã Phước An. Cú tông mạnh khiến người trên hai vỏ lãi ngã xuống sông. Thấy vậy, người dân địa phương nhanh chóng ra đưa các nạn nhân lên bờ. Trong đó, vợ ông Dũng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn ông Dũng bị nước cuốn mất tích.